Không, nhưng mà đi ngoài đường mà mặc cái outfit này. Biết sao mặc cái này để khỏi mặc áo khoác. Làm ổ dễ ha. Ừ, làm biết mặc áo khoác đó. Ừ, vậy quá. Áo này lâu lắm rồi, áo này chắc cũng cỡ 6 năm. Cái gì? Áo gì 6 năm ghê vậy? Rồi là nó đã tới thời kỳ phải thay áo chưa? Trời ơi, nó còn mặc mới tinh nè mấy hả? Mới tinh nè. Ủa giải này giải gì ta? Mình mới đây. Cho. Cho. Hình như cái này của chị Tiết Anh cho hay là chị Trinh cho vậy? Trời ơi, outfit nè, coi nó không dính một cái gì luôn á. Xuống đây là dễ thương rồi. Ờ, xuống đó thì đó là bị bánh mới nói là không dính đó. Ở trên này thì có vẻ là nó hơi phong cách đó. Nó bụi bụi mà ở dưới thì nó không có bụi lắm. Nó bẩn không? Nó bẩn. Còn khúc này thì nó bẩn nè. Màu gì đâu, đưa lên cho màu vậy. Ủa, cà sữa, cà sữa. Cà phê sữa nhiều cà phê. Em là chắc cà phê giống nhiều sữa. Giống tôi. Ủa em có không? Có sơn móng chân không? Không, nhưng mà ý là em nói là mới em sơn, em để cà phê sữa nhiều sữa. Hello mọi người, hiện tại bây giờ đã là khuya rồi, cũng tối lắm rồi. Bây giờ là để coi xem coi có bao nhiêu bây giờ. Bây giờ là 11 giờ 9 phút. Thì Sang ngủ không được. Bé Vân cũng vậy. Thì hồi sáng là mọi người cũng thấy là Sang đã đi tập chương trình cho show ngày 14 tháng 2. Và bây giờ thì mình cũng dự định đi ngủ rồi, nhưng mà cứ nằm cứ trằn trọc hoài ngủ không được á. Nên thôi quyết định là rủ bé Vân, hai anh em đi, mình sẽ đi phát quà từ thiện cho các cô chú ở trên đường. Tại vì mấy lần mà Sang đi hát đi về á, Sang hay nhìn nhiều khi hay đậu đèn đỏ mấy cái góc đường nữa, ở trên đường cũng vậy, nhiều cô chú nằm ở trên lề đường ngủ á, thấy rất là thương. Cho nên thôi Sang sẽ dành ra một chút ít số tiền nho nhỏ của mình thôi. Nói chung cái đó là cái tấm lòng của Sang thôi, nó không nhiều nhưng mà hy vọng là sẽ giúp cho các cô các chú mình no được cử nào thì hay cử nấy. Thì bây giờ là mình sẽ quyết định đi mua, mà giờ tính mua gì? Em muốn bao với lại nước suối. Bánh bao hay thấy nghĩ có bị khô không, có bị ngán không? Bánh mì chắc khô hơn nhé. Bánh bao là được để qua đêm được đúng không? Đúng rồi. Bao nhiều khi mình tặng cô chú cũng chưa ăn liền á. Đúng rồi, mình để qua đêm được. Bọc rồi lại nó sạch sẽ hơn. Còn bánh mì thì nó có sốt rồi, nhưng khi để qua đây sợ nó hư, đúng rồi, nó bị hư. Nhân kiến nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi mua bánh bao với lại nước. Thì chắc là mình sẽ mua nước trước đi, hay mình đi vô cửa hàng tiện lợi hay tiệm tạp hóa gì đó. Đúng rồi. Mua nước suối. Sẽ nghĩ là chắc mua, hay nghĩ là mua một thùng nước suối, một thùng thì được 24 chai. Mua thêm 6 chai lẻ nữa. Đúng rồi. Bữa nay mình phát 30 phần đi. Có dịp nào đó thì mình đi phát thêm. Chúng cái này là tùy hứng thì phát để cho cô chú có cái mà ăn đỡ đói. Xích xuống đây có không? Xích đây có chứ có. Em nhớ đâu đây cũng có tiệm tạp hóa nữa hay sao. Để ý xíu mình thấy. Nhưng mà bây giờ hay nghĩ là kiếm. Giờ đi mua nước trước đi. Mua nước suối trước cho dễ. Mua thùng. Hãy nhớ đâu đây có cái tiệm tạp hóa lớn lắm. Ở đây này có cái tiệm tạp hóa lớn, mình mua nước suối ở đây được. Mua thùng đi, xong rồi mình mua thêm 6 chai lẻ là 30 phần. 30 phần để chia cho dễ. Còn mở bán nha. Không, cái tiệm tạp hóa này bán đêm lắm, mấy lần đi về nó hay thấy mà tối lắm. Nhân nhìn thử coi thấy ở đâu bán bánh bao không. Chắc mình phải xuống xe. Chắc mình phải xuống xe. Chị ơi,
lấy cho em một thùng nước suối. Một thùng nước suối. À, chai lớn nha, với lại thêm 6 chai lẻ nữa. Một thùng 24 chai đúng không chị? Chị em hùng Awafina. Ừ, nước Awafina đi vậy uống mấy nước kia nó lại lại. Awafina nó vẫn ok. Trợ lý sẽ quyết định là trợ lý sẽ không để trợ lý trả tiền nước suối. Ok, rồi vậy dân trả tiền nước suối đi, hay trả tiền bánh bao. Trả tiền bánh bao. Hỏi người ta có bán bao sớm không, mình mua bao sớm luôn chứ. Mua 30 cái bao sớm. Anh nghĩ là bánh bao với lại nước xong mình đóng tủ, mua thêm, mua thêm bạc đi thôi. Để vô lửa nha mọi người. Rồi, có 100 năm rồi. Với lại chắc lấy thêm thêm bánh ngọt á. Bánh caro. Một lóc vậy là một mấy lóc cái? Thì bao nhiêu cái? À, như là 6 cái. Để cho 6 em... cái rồi hả? Em mua... 5 lóc. 5 cái, 5 lóc là 30 cái đúng không? Ừ. Ừ, em 5 lóc. Em sẽ nghĩ là... Nếu mà nó bao không thì cũng đủ no. Thế là nhiều khi có mấy cô có con nhỏ. Của em bao nhiêu? Gấp 75. Gấp 75. 300. Em cảm ơn. Nước rồi, mới mua bánh vặt rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ nào các cô, các chú lớn tuổi á mua bán đồ bánh bao ban đêm rồi mua. Chắc là mình phải quẹo trái để mình kiếm. Nhiều khi đi vô mấy cái cung đường hơi vắng vẻ tí á là sẽ có những cái xe bánh bao nhỏ nhỏ. Ở dưới này là cái khu ngoài quận 5 á. Khu quận 5 là hay có cái xe bánh bao á. Ngay cái chỗ mà chợ gì á. Ngay đường Thái Hòa không? Bữa nay cũng vậy, mình sẽ bất chợt thì mình đi phát. Nói chung mình cứ chạy trên đường, mình sẽ chạy xuyên quận luôn. Là mình gặp ở đâu một cái những cái trường hợp mà giống như là nơi vắng vắng mà có cái cô chú thì mình tới mình sẽ tặng. Okay, bây giờ mình sẽ đi mua bánh bao nha. Khi nào tìm được thì sẽ quay cho mọi người coi. Okay, mọi người, bây giờ là cuối cùng nó tìm được một cái chỗ bán bánh bao rồi. Nãy giờ là chạy giáp vòng Sài Gòn luôn á. Bây giờ mới tìm được chỗ bán bánh bao. Giờ mình sẽ mua 30 cái bánh bao nha. Chị ơi. Bánh bao. Rồi, bánh bao 28 cái loại 10. Cái 18 anh, cái 18 thì còn 4 cái. Còn cái 22 thì 2, 4, 6, 7 cái. Thì lấy 18 với 22 đi. Ok, lấy 18 cái rồi. 4, 7 cái là 11 cái. 1 cái mua thêm 1 cái. Nhưng mà giờ 11 cái rồi mua thêm bao nhiêu nữa? 19 cái nữa đúng không? Em còn 4 cái nữa anh đợi được. Đợi khoảng 5 phút thôi. Hấp lại. Dạ đúng rồi, để hấp cho mai.
bốn cái đó là bốn cái 22. Ừ. Rồi. Cái 22 là được 15 cái đúng không? Ủa, còn 8 cái nè, 4 22 4 18 luôn. Ờ ok. Giờ là hết hết rồi. Dạ. Ok vậy hấp hết cho anh đi. Dạ. Còn được bao nhiêu? Dạ. Với nãy em nói mấy cái nữa? Dạ, này 4 cái. Là 19 cái hả? Đúng không? Ủa tổng có bao nhiêu? Là 8 cái 18. 12. 12 với này 7 là 19 cái. Dạ, đúng rồi. Okay. Dạ. Nó phân ra cái nào 18, cái nào 22. Dạ không, dạ không cần. Em cứ để bình thường. Là bây giờ mình sẽ mua thêm, chắc là mua thêm 4 món mì đi. Tại vì hả, thấy bánh bao là 2 xe luôn mà vé còn được có 26 cái. Thôi chịu khó mua thêm 4 món mì vậy. Vậy là 4 món mì nữa là thêm tiền đúng không? Nãy 386. Nãy em đưa thêm 80 nữa. Nãy em đưa... Nãy em đưa xong tiền bánh bao rồi, tiền bánh mì thôi. Nãy em đưa 400 rồi đúng không? À đây, quên xin lỗi em. Là chiếc ra. Ủa cái bọc hồi nãy để mình hay để trong xe rồi để lấy cho. Ok.
Cho ăn bánh mì nha. Bên đường còn chứ bên kia có một chú có thể mọi người sẽ thấy ở bên đường có một cô với là một chiếc cô có hai cô chỉnh bật. Xe mũi xe
tôi ông cái bùi mặt dạ thì cho ông cái chị ngày mai mà ngày mai nắp thì là cái gì tiếp theo mọi người ơi. Lấy cho ai thêm một cái nữa vậy? Lấy ngày mai vào một vòng cho dạ mỗi người một phần thôi anh, em cho được mỗi người một phần, anh thông cảm nha. Dạ em biết rồi.
rồi. Đi nha chị. Ok mọi người, cuối cùng thì mình cũng đã phát xong hết rồi. Bây giờ cũng đã là 1:31 sáng. Bây giờ mình sẽ đi về nha. Chung là đuối quá. Nói chung là nãy giờ chạy quá trời chạy luôn, vừa chạy xe rồi xong rồi xuống đi phát rồi băng qua lộ chạy qua lại. Tại vì xe mình vậy qua chạy lại. Ok, nói chung là cũng đã làm được một chút xíu nhỏ nhỏ để cho mọi người qua được cơn đói. Nói chung là thật sự là cũng còn rất nhiều, rất rất là nhiều người luôn, nhưng mà mình không thể giúp được hết. Nhưng mà mình sẽ cố gắng, cũng như là hy vọng là sắp tới mình có thể sẽ một cái dịp nào đó mình có thể làm nhiều hơn và cho được nhiều người hơn nữa. Ok, bây giờ Sang và Bé Dân đi về đây. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Và chúc mọi người sẽ có một giấc ngủ ngon. Bây giờ hai anh em đi về đây. Bye bye.